xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18h30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo các ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công trước ngày 30 tháng 11 năm 2023. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Thanh Hóa gần 15.531 tỷ đồng đến tháng 6 năm 2003, giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt 3.706 tỷ đồng, bằng 28,4% kế hoạch giao chi tiết. Với kết quả này, tỷ lệ giải ngân vốn của tỉnh Thanh Hóa cao hơn 7,6% so với tỷ lệ giải ngân của cả nước. Tất cả các thủ tục này để, để hoàn chỉnh, để đi vào ký hợp đồng thì về phía lãnh đạo huyện, ban quản lý dự án, các phòng ban chuyên môn của huyện rất tạo điều kiện để cho doanh nghiệp để, để, để hoàn thành nhanh chóng thủ tục sau khi ký hợp đồng thì thời gian rất ngắn thì chúng tôi đã nhận được cái bản mặt bằng sạch để để tiến hành thi công tính đến thời điểm hiện tại dù giá trị giải ngân vốn đầu tư công toàn tỉnh đạt 3.706 tỷ đồng song khách quan nhìn nhận vẫn còn nhiều điểm nghẽn cần được khơi thông hiện nay trên địa bàn tỉnh có 29 dự án gặp khó khăn vướng mắc về giải phóng mặt bằng tái định cư chuyển mục đích sử dụng đất bốn dự án khó khăn về giá vật liệu tăng cao công tác chuẩn bị thủ tục đầu tư chưa được các chủ đầu tư quan tâm đúng mức, đến nay còn 61 dự án chưa được quyết định đầu tư. Để thực hiện tốt việc giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị các ngành địa phương cần tập trung cao độ cho công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, sự điều hành của chính quyền, đồng thời nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục để sớm giao vốn đối với các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Cùng với đó, các ngành các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư. Từ nay đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, các ngành địa phương đơn vị được giao vốn phải giải ngân trên 90% vốn được giao và đến ngày 30 tháng 12 năm 2023 phải giải ngân đạt 100% kế hoạch. Thời gian gần đây, tại một số địa phương trong nước đã xảy ra các vụ việc nóng về an ninh trật tự, thu hút sự quan tâm của dư luận. Lợi dụng các vụ việc này, một số phần tử cực đoan cơ hội chính trị đã xuyên tạc, làm sai lệch bản chất sự việc và kích động dư luận với đồ gây mất ổn định xã hội. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, nhóm đối tượng tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, huyện Cư Cù Yên, Đắk Lắc làm 9 người chết, 2 người bị thương vào sáng 11 tháng 6 vừa qua. Trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật do một số cá nhân tổ chức phản động lan truyền. Không chỉ xuyên tạc bản chất vụ việc, khi các đối tượng phạm tội bị bắt, chúng lại tung thông tin cho rằng những đối tượng này là người dân, hành động trong lúc bị kích động, cần được nhà nước có chính sách khoan hồng, nhân đạo. Mục đích của chúng nhằm giảm nhẹ tội cho các đối tượng gây khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý vụ việc của các cơ quan chức năng. Quan điểm của tôi đó, đối với các cái sự việc xảy ra Thái Nguyên không phải là người dân nhà dạ cá tin, mà cái này mang tính chất của bài bản, của, khủng của, có, có tập thể, của bàn bạc, chứ không phải là cái vấn đề nhà dạ cá tin. Rất man dợ mà không thể khoan hồng đối với các cái đối tượng này. Đề nghị với nhà nước là xử lý nghiêm theo cái quy định của pháp luật, để vừa mang cái tính chất gian đưa nhưng bảo đảm cái an ninh trật tự cho nhân dân. Với sự bùng nổ của mạng xã hội, các thông tin sai trái, thủ địch càng có nhiều cơ hội để lan truyền, phát tán. Vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác và tỉnh táo khi tiếp nhận thông tin, chọn lọc những thông tin chính thống và nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều, toàn diện, không nên từ một vụ việc cá nhân nhỏ lẻ để suy xét bản chất của vấn đề. Tuyệt đối không like, share các thông tin chưa được kiểm duyệt, không chính thống trên mạng xã hội. Thanh Hóa đang trải qua những ngày nắng nóng gay ghé gắt, Nông dân các vùng trồng rau đã thay đổi thời gian tập trung chăm sóc cây trồng vào thời điểm sáng sớm và chiều muộn để bảo vệ sức khỏe, ghi nhận tại vùng rau tập trung phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa. Đã hơn một tháng nay, sau 4 giờ chiều, những hộ trồng rau trên địa bàn phường Quảng Thắng mới ra đồng chăm sóc rau và cũng để tránh nóng trong những ngày nắng đỉnh điểm. Gia đình tôi làm một sào rau và chờ 4 giờ mà với tôi mới ra đồng, 6 giờ mà vẫn đang trời đang nắng và tôi làm rau vất vả vì vợ tôi cũng là nghề nông thôn nên phải bán với đồng ruộng để làm ra cây rau để bán thị trường để kiếm lấy đồng phường Hoàng Thắng có khoảng 10 hecta vùng chuyên canh rau màu sản xuất quanh năm theo các hộ trồng rau mùa nắng nóng nhiệt độ cao nước bốc hơi nhanh nên đất rất nhanh khô việc chăm sóc rau khó khăn hơn các hộ thực hiện tưới nước vào lúc sáng sớm hoặc tối khi nhiệt độ ngoài trời đã giảm lượng nước cũng phải tính toán hợp lý đủ giữ ẩm cho rau nhưng không quá nhiều một số hộ cũng đã sử dụng thêm lưới đen che nắng cho rau, lắp hệ thống tưới phun để tiết kiệm nước, giảm bớt công lao động lúc nắng nóng. Theo khuyến cáo của các chuyên gia, để hạn chế ảnh hưởng của nắng nóng đến rau màu, người nông dân có thể phủ rơm dạ lên bề mặt luống rau để hạn chế nước trong đất bay hơi, hạn chế tỉa cành và bọn phân, tạo bóng mát để giảm mặt trời chiếu vào, song vẫn phải đảm bảo để vườn rau được hấp thụ đầy đủ lượng ánh sáng cần thiết với mong muốn giúp đỡ những bệnh nhân nghèo trong quá trình điều trị kéo dài. Nhiều năm qua, câu lạc bộ thiện nguyện xanh thành phố Thanh Hóa đã hỗ trợ những bữa ăn thực phẩm miễn phí cho người bệnh hàng tuần. Giá trị mỗi suất ăn tuy không lớn nhưng đã giúp những bệnh nhân nghèo vơi bớt khó khăn trong hành trình chiến đấu với bệnh tật. Cứ đều đặn vào sáng thứ ba hàng tuần, các thành viên câu lạc bộ thiện nguyện xanh lại tập trung chuẩn bị nấu cơm chay gửi tới các bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa dưới cái nắng nóng gai gắt của mùa hè, các thành viên câu lạc bộ vẫn miệt mài làm việc để 600 suất cơm được chuẩn bị cẩn thận chuyển đến bệnh viện, kịp phát bữa ăn cho người bệnh. ngoài cơm, nhóm còn chuẩn bị thêm bánh mì, cháo, sữa để người bệnh có thêm lựa chọn thay đổi thực đơn. một tủ hàng tặng bệnh nhân nghèo cũng được nhóm xây dựng đặt tại bệnh viện để các thành viên trong nhóm và tất cả mọi người có thể ủng hộ trực tiếp bằng hiện vật cho bệnh nhân. trên tinh thần ai có gì góp nấy. Ngoài hỗ trợ bệnh nhân tại bệnh viện ung biếu, câu lạc bộ Thiện nguyện xanh còn ủng hộ 250 suất ăn sáng tặng bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh vào sáng thứ năm hàng tuần. Với những ngày đầu bệnh viện ung thư này là có 200 bệnh nhân thôi. Thì hàng năm cái số lượng cứ tăng dần tăng dần và đến bây giờ là đã tới 750 bệnh nhân đang điều trị tại đây. trên nên rất mong muốn là qua đây nhận được sự trợ giúp của các bạn thanh niên và các tình nguyện viên cùng đến bếp cơm với Thiện Nguyện Xanh chúng tôi để tạo nên những bữa cơm thật đầm ấm và đầy đủ cho bệnh nhân. Những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo đang điều trị tại các bệnh viện, nhất là bệnh nhân ung thư có thời gian điều trị kéo dài chi phí lớn một suất ăn miễn phí với họ có ý nghĩa lớn đó là cái tình người lúc khó khăn hoạn nạn là sự đùm bọc sẻ chia giúp họ phần nào được an ủi ấm lòng Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an huyện Vĩnh Lộc bắt quả tang hai tàu vỏ thép đang khai thác cát trái phép dưới lòng sông Mã lên thuyền tại khu vực sắp danh giữa xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Lộc và xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy. Hai tàu vỏ thép đang khai thác cát trái phép dưới lòng sông Mã gồm tàu mang số hiệu TH 1241, công suất 60 CV, do ông Trần Quang Đạo sinh năm 1963 ở xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc là chủ phương tiện, khối lượng cát đã khai thác lên tàu là 18 mét khối và tàu có số hiệu TH1346, công suất 48 CV, do ông Nguyễn Văn Công ở xã Định Tiến, huyện Yên Định là chủ phương tiện, khối lượng cát đã khai thác lên tàu là 15 mét khối. Hiện vụ việc đang được công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Theo bản tin cảnh báo cháy rừng của cục kiểm lâm và bản tin dự báo thời tiết của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, trong các ngày mùng 7 đến mùng 10 tháng 7 năm 2023, thời tiết trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nắng nóng gay gắt kéo dài, không có mưa, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Cụ thể như sau. Tại các huyện Hà Trung, Hậu Lộc, Đông Sơn, Hoàng Hóa, thị xã Nghi Sơn, thành phố Thanh Hóa, dự báo cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt trên các vùng trọng điểm cháy 24 trên 24 giờ, tăng cường kiểm tra người và phương tiện vào rừng, cấm xử lý thực bì trồng rừng, đốt nương rẫy và các hành vi sử dụng lửa trong và ven các khu rừng, thông báo thường xuyên nội quy dùng lửa trong rừng và ven rừng. Khi xảy ra cháy rừng, phải huy động lực lượng phương tiện dập tắt ngay, tiến hành điều tra xác minh vụ cháy và truy tìm thủ phạm, xử lý nghiêm minh. Tại các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Thạch Thành, dự báo cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân và Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững huyện thị thành phố trực tiếp chỉ đạo việc phòng cháy chữa cháy, cháy rừng tại địa phương, thường xuyên kiểm tra nghiêm ngặt các vùng trọng điểm dễ cháy ngoài hiện trường rừng, trực 24 trên 24 giờ phát hiện kịp thời điểm cháy, báo động và huy động lực lượng, phương tiện dập tắt ngay, cấm xử lý thực bì trồng rừng, đốt nương rẫy và các hành vi sử dụng lửa trong và ven các khu rừng. Hai kiểm lâm nắm chắc tình hình để dự báo, thông báo kịp thời về cấp dự báo cháy rừng và tình hình cháy rừng ở địa phương. Khi xảy ra cháy rừng, chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp phải kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy. Trường hợp cháy rừng vượt quá kiểm soát của huyện thì đề nghị tỉnh tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ. Dự báo cháy rừng cấp 3, cấp cao tại các huyện còn lại trên địa bàn tỉnh, chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị thành phố chỉ đạo việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra các vùng trọng điểm dễ cháy. Tổ chức lực lượng tuần tra canh gác lửa rừng 10 trên 24 giờ, các chủ rừng phải thường xuyên kiểm tra lực lượng canh phòng và lực lượng khoán quản bảo vệ rừng trồng rừng. Khi xảy ra cháy rừng, chủ tịch ủy ban nhân dân xã huy động các lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy. Trường hợp cháy rừng vượt quá kiểm soát của xã thì đề nghị huyện tăng cường lực lượng, phương tiện hỗ trợ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức thời sự trong tỉnh, ngay sau đây sẽ là những thông tin thật sự quốc tế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt